Rất vui được gặp lại các bạn tại kênh Tiếng Trung Bồi TV Channel Các bạn đang xem series Tiếng Trung Cấp Tốc 2018 Hôm trước chúng ta đang tìm hiểu đến bài số 7 Với chủ đề Biểu Cảm Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài số 8 Với chủ đề Gia Đình Trong tiếng Trung chúng ta phát âm là Chia Thiếng Chia Thiếng Ok, hôm nay chúng ta cùng bắt đầu vào bài Nǐ Trường YỞ CHIN CHI <laughs> Câu này có nghĩa là Ở đây bạn có người thân không? Mình cùng phân tích cho các bạn nhé CHỜ <laughs> Đấy CHỜ <laughs> Các bạn phát âm thấy từ CHỜ <laughs> Khi các bạn phát âm thì cong lưỡi lại Thì nó giống từ CHỜ <laughs> lý. Các bạn có thể phát âm CHỜ <laughs> Hoặc là các bạn CHỜ <laughs> lý Hiểu được YỞ <laughs> CÓ Chin-chi Chin-chi chí, có nghĩa là người thân Nǐ chơi yǐ Ở đây bạn có người thân không? Câu hỏi này được hỏi rất là nhiều khi các bạn mới sang Đài Loan hoặc quen một người bạn mới ở người bản địa người ta sẽ hỏi bạn là bạn ở đây có người thân không? Chúng ta tiếp tục Nǐ chè yǐ chí khẩu rấn Nǐ chè yǐ chí khẩu rấn Nǐ cha yếu chí khẩu rấn nhà bạn có mấy người mình cùng phân tích nỉ cha cha là nhà nỉ cha là nhà bạn yếu có chí khẩu rấn chỉ là mấy chí khẩu rấn là có mấy người tại sao khẩu rấn lại là nói đến người mình mình phân tích cho các bạn nhé khẩu rấn khẩu rấn khẩu là khẩu âm hán việt là khẩu rấn âm hán việt là nhân khẩu rấn có nghĩa là nhân khẩu Đấy, khẩu đó nghĩa là nhân khẩu nhân khẩu nghĩa là người đúng không như vậy là mình có một lưu ý cho các bạn là khi các bạn nào muốn học tiếng chung để có thể nhớ được từ vựng tốt hơn thì các bạn cố gắng xem cái từ vựng đó âm hán việt là cái gì nhé âm hán việt phát âm ra làm sao thì khi các bạn nhớ được âm hán việt của nó thì các bạn nhớ nghĩa được rất là lâu luôn rất là lâu ngoài ra thì chúng ta có một câu hỏi khác đó là ni chai yếu sơ mơ câu này có nghĩa là nhà bạn có những ai thì hai câu hỏi này về cơ bản thì nó cũng khá là giống nhau hỏi về nhà bạn có mấy người có những ai chúng ta tiếp tục của tô phụ xin ô tô phụ phụ xin là phụ thân âm hán việt là phụ thân có nghĩa là bố đúng không? Và tập phụ chín là bố của tôi. Khi các bạn giao tiếp thực tế thì các bạn có thể bỏ chữ tợ đi cũng được. Vì đây là mối quan hệ thân thiết thì chúng ta có thể nói là của phụ chín. Ngoài ra từ phụ chín nói về bố mẹ, à nói về bố thì chúng ta có từ pa pa, pa pa, pa pa. Từ pa pa này thì phổ biến hơn, được sử dụng rộng rãi hơn. Bạn nào mà xem phim thì có thể để ý như một một số phim ở bên Trung Quốc ấy, đại lục ấy thì từ bố còn có từ nữa là tia 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 hả? cha tia cũng như trong tiếng Việt mình có thể gọi là bố có thể gọi là ba có thể gọi là tía hay gì đó thì trong tiếng Trung cũng vậy chúng ta tiếp tục ủa tờ mũ xin ủa tờ mũ xin ủa tờ mũ xin mũ xin là mẫu thân mẫu thân là mẹ đúng không? Và từ mũ chín mẹ của tôi. Ngoài từ mũ chúng ta có từ ma mạ, ma Từ này cũng có, rất là thông dụng, được sử dụng rộng rãi hơn. Ngoài ra có một từ nữa là mình thấy các em nhỏ, các em nhỏ hay gọi người mẹ mình một cách rất là thân mật đấy, gọi là ma mỉ, ma mỉ, ma mị, ma ma mị, mẹ ơi, mẹ ơi, đấy. ma Chúng ta tiếp tục. Ua tờ ớt chị, Water earth earth là con trai Water ta earth là con trai của tôi Water Nui nhi er o ta er o Nui er nữ er là con gái của tôi các bạn nhớ nhá earth ờ là con trai Nui er là con gái chúng ta tiếp tục một số từ mới nữa như ý cửa cưa cửa ý cửa cưa cửa, cửa ý cửa 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 Cưa cửa Kaka, ca kaka -ka, ka -ka nghĩa là anh trai đấy ý cơ cửa cửa một người anh trai ý cơ chia chia ý cơ chia chia ý cơ chia chia uh, ờ, chia chia là chị gái ý cơ ti tị ý cơ ti tị ti tị là em trai một người em trai ý cơ mây mậy ý cơ mây mậy ý cơ mây mậy mây mậy là em gái ý cơ mây mậy một người em gái chúng ta cùng tiếp tục 我的朋友, tập 我的朋友,朋友, của tập của tập dạo. Dạo. âm hán việt là bằng hữu bằng hữu nghĩa là bạn bè vậy của tập là bạn của tôi có một lưu ý nữa là từ phẳng thì mình thấy ở đài loan thì cái chữ dở các bạn phát âm vẫn giữ nguyên thanh ba phẳng dở nhưng một số mình thấy ở, ở, xem phim hoặc xem một số video của Trung Quốc đại lục ấy thì người ta phát âm nhanh hơn thì người ta bỏ cái thanh ba đi người ta nói là phẳng nhở phẳng nhở nhở đấy ok các bạn có thể linh động nhé xem phim nhiều các bạn sẽ linh động chúng ta tiếp tục hoặc tập phẳng tập tập câu này nghĩa là gì các bạn như trong tiếng Việt mình ấy là giải thích là bạn của bạn của tôi bạn của bạn của tôi đó của tập hướng hiệu, tập hướng giờ chúng ta tiếp tục của tập nám hướng giờ của tập nám hướng giờ của tận nám hướng giờ các bạn có thấy sự khác biệt chưa có từ thêm chữ nán nám hướng hiệu hướng giờ là bạn nán là nam nói về con trai nám hướng giờ là bạn trai của tận nám hướng hiệu là bạn trai của tôi ngược lại ấy bạn gái nói là nữ phóng yếu, nữ phóng yếu, của tên nữ phóng là nữ, nữ phóng đây là bạn gái, bạn gái và tôi. Chúng ta tiếp tục, của tên trang phụ, của tên trang phụ, của tên trang phụ, trang phụ, nghĩa là chồng của tôi. Từ trang phụ, âm hàm Việt là trượng phu, nói về người đàn ông, nhưng cũng có nghĩa là người chồng trong thực tế thì người chồng người ta hay dùng một từ phổ thông hơn đó từ lão cung lão cung chúng ta tiếp tục qua tới chi chữ qua tới chi chữ âm hán việt là thê tử thê tử là người vợ nhưng trong các bạn bạn các, bạn các bạn giới trẻ ngày nay ấy, thì người ta không dùng từ chi chữ nữa người ta nói là lão phúa à, lão phúa lão cung lão phúa hai từ này rất là thông dụng nhé ok bài ngày hôm nay đến đây cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ admin làm những video tiếp theo